bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa, mai ra có con đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đời chờ người sao chẳng đến, hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm, cây dương đầu trường còn khắc hàng tên, hoa leo phủ vàng đan kín tim ve dù nghe gợi buồn thêm. Niềm thiết tha nhớ bạn bè, nhớ mái trường xa.
dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương người cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Nếu có ước muốn trong cuộc đời trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu kỷ niệm trong
50 năm tại ngôi trường này. Trường Sư phạm Quy Nhơn được thành lập và chính thức đào tạo giáo viên sư phạm. Có thể nói đây được xem là ngôi trường đầu tiên của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Kể từ năm 1962 đến trước năm 1975, trường Sư phạm Quy Nhơn đào tạo rất nhiều khóa học với hàng nghìn giáo sinh học tập và tốt nghiệp tại ngôi trường này. Khó khăn, chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Các giáo sinh mỗi người một nơi, mỗi người một nhiệm vụ và làm nhiều việc, nhiều lĩnh vực khác nhau. Dù xa cách, nhưng trong tâm nguyện của mỗi cựu giáo sinh vẫn đau đáu một ngày nào đó được trở về trường xưa, nơi có rất nhiều kỷ niệm về thầy cô, bạn bè, trường lớp. Mặc dù có rất nhiều lần tổ chức gặp mặt, nhưng vì sức khỏe, điều kiện gia đình, vì đường xá xa xôi, nên các cuộc gặp của các cựu giáo sinh chỉ dừng lại ở các khu vực, vùng miền khác nhau trong cả nước, và vẫn chưa có dịp hội ngộ toàn thể các khóa học tại ngôi trường thân yêu này. Với tâm nguyện đầy ý nghĩa của các cựu giáo sinh và được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu trường Đại học Quy Nhơn, hôm nay Ban liên lạc cựu giáo sinh Sư phạm Quy Nhơn các khóa học tổ chức chương trình giao lưu với sinh viên nhà trường. Đó chính là lý do của buổi giao lưu hôm nay. Về tham dự buổi giao lưu hôm nay, Ban tổ chức xin trân trọng kính giới thiệu gần 400 các thầy cô giáo, các cựu giáo sinh Sư phạm Quy Nhơn từ mọi miền đất nước. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Về phía trường Đại học Quy Nhơn, xin trân trọng kính giới thiệu. Xin trân trọng kính giới thiệu thầy giáo tiến sĩ Nguyễn Đình Hiền, phó hiệu trưởng trường Đại học Quy Nhơn. Ban tổ chức cũng xin trân trọng kính giới thiệu các thầy cô giáo đại diện lãnh đạo các khoa phòng chức năng trong hiện trường cũng có mặt tham dự trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đặc biệt trong buổi giao lưu hôm nay có gần 100 các bạn sinh viên của nhà trường cũng tham gia giao lưu với các thầy cô giáo, các cựu sinh viên sư phạm Quy Nhơn. Xin nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị trong ban giám hiệu Đại học Quy Nhơn, kính thưa quý vị giáo sư, kính thưa quý vị là cựu giáo sư trường sư phạm Quy Nhơn, quý thầy cô, các thầy cô là anh chị em cựu giáo sinh sư phạm Quy Nhơn. Chúng tôi là những cựu giáo sinh cấp từ Quảng Trị đến Phan Thiết và tất cả các cao nguyên, tất cả các tỉnh cao nguyên trung phần, rất hãnh diện, rất vui mừng được trở về thăm trường cũ. Nghề đó là nghề thầy, một cái nghề cao quý nhất trong xã hội. Cũng chính ngôi trường này đã dạy cho chúng tôi những tư duy của cuộc sống để bước vững chắc và đời. Qua bao năm tháng, anh chị em chúng tôi hầu hết còn tiếp tục đứng trên bục giảng, một số chuyển công tác làm các lập trở thành những công chức trong bộ máy chính quyền, một số khác trở thành là những nhà doanh nghiệp có tiếng trong xã hội. Dù bất cứ ngành nghề nào, trong anh chị em chúng tôi luôn luôn nghĩ đến chuyện xưa. Nói đến đây, tôi liên tưởng đến bài phát biểu của ông cựu bộ trưởng chúng tôi trong lễ mãn khóa của khóa 11 ở Quy Nhơn nói về ngôi trường. Nhìn ngôi trường với những hàng thông cầm từng chứng kiến bao cảnh nước chân đi về của tôi sẽ những công viên hoa sớm ngẩn ngùi, những hàng gai treo hút chưa đông hay con số do hệ lãnh đạo những văn phòng nội trú dọn thành tiền sách tình cảm ý thức nghe mỗi đêm số trường học đã như xa xa người chưa nhớ tâm tư những hình ảnh năm tháng đó thì lại khác cho chúng ta bao kỷ niệm đó với nhau có bao nhiêu. Thưa quý vị, chúng ta
trong thời buổi đó. Niềm ao ước của anh chị em mong một ngày nào đó được trở về thăm lại mái trường cấp huyện của hiệu trưởng, của ban kiến nghị cho ban giám hiệu nhà trường, quý vị giáo sinh, tập thể sinh viên đã hết lòng nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho chúng tôi được có mặt trong trường ngày hôm nay. Con giám hiệu cảm ơn quý vị giáo sư và tất cả những em sinh viên đã giúp cho chúng tôi giáo sư trưởng quy nhân. Chúng ta về lại trường biết bao nhiêu ngổn ngang, biết bao nhiêu kỷ niệm, và chắc rằng là chúng ta để lại đây cho quý trường những kỷ niệm, những tặng phẩm để là ghi dấu ấn của ngày hôm nay và kỷ niệm giữa chúng ta và trường. Và chúng tôi xin mời đại diện của trường và đại diện của anh em trường giáo sinh sư phạm tặng quà cho trường. Xin mời đại diện của trường cùng đại diện hôm nay. Lên để tặng quà lưu niệm cho nhà trường, thì chúng tôi xin mời các anh đại cử một người của trường lên để nhận quà tặng lưu niệm của khách quà. Thưa tất cả quý vị, thưa các bạn sinh viên, lời nói đầu tiên cho phép tôi được thay mặt đoàn cựu giáo sinh sư phạm Nguyên Nhân tỉnh Khánh Hòa gửi lời chào mừng đến toàn thể quý vị và các bạn. Từ 50 năm trước, trường Sư phạm Quy Nhơn đã được thành lập và tồn tại sau 13 năm. Chúng tôi là những cựu giáo sinh đã được đào tạo từ khóa 1 đến khóa 13 ở trường này. Như lời anh Vũ đã nói trong phần phát biểu vừa rồi, đến nay ở Khánh Hòa còn có hơn 200 anh chị em nguyên là cựu giáo sinh Sư phạm Quy Nhơn. Qua 50 năm, hầu hết anh chị em đã theo đuổi trong ngành giáo dục. Cũng có nhiều anh chị em chuyển sang các ngành khác, phần lớn đã nghỉ hưu, và cũng có một số anh chị em đã vĩnh viễn không còn nữa hay. Như ông cha ta đã dạy, cây có cội, nước có nguồn. Từ năm 1975, danh hiệu trường sư phạm Quy Nhơn không còn nữa, nhưng khoa sư phạm nhằm đào tạo người thầy của trường đại học Quy Nhơn như là nhánh sông liên thông với nguồn cội sư phạm Quy Nhơn từ các nơi họ học về đây để tham lại tiền cũ cho công ty sự kiện cho phép của lãnh đạo nhà trường đại học Quy Nhơn. Chúng tôi xin chân thành ghi ơn sự quan tâm của quý thầy cô trường đại học Quy Nhơn và chị em chúng tôi có được thành công ngày ý nghĩa này. Xin kính chúc thầy cô và các bạn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Trường giáo sinh sư phạm Quy Nhơn tỉnh Khánh Hòa xin gửi đến nhà trường đại học Quy Nhơn món quà nhỏ thể hiện tấm lòng tri ân của anh chị em đối với nhà trường. Kính mong quý thầy cô vui vẻ trước nhà. Xin cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính giới thiệu thầy giáo phó giáo sư tiến sĩ Đinh Thanh Đức, phó bí thư đảng ủy, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ lên phát biểu trong buổi giao lưu hôm nay. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa tất cả anh chị cựu giáo sinh sư phạm Quy Nhơn cùng các bạn sinh viên trường học Quy Nhơn thân mến, trước hết con thay mặt lãnh đạo trường học Quy Nhơn, thay mặt toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên trường, trân trọng gửi tới quý vị đại biểu cùng tất cả các anh chị cựu giáo sinh sư phạm Quy Nhơn lời chào mừng thân ái, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong buổi hội ngộ giao lưu kỷ niệm về trường sư phạm Quy Nhơn được thành lập trước ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam cách đây năm nay. Thank you.
buổi gặp gỡ gia đình đầy ý nghĩa và tinh thần cảm động. Chúng tôi hy vọng rằng chuyến hành tâm lập trường của đoàn này sẽ lại cho các anh chị nhiều góc nhìn đẹp, nhiều tình cảm thân thiết đến khó của người đồng quê nhân. Vốn là một thời chúng tôi đã qua đây để các sinh viên đồng quê nhân các đặc mời người cán bộ giảng viên sinh viên đồng quê nhân chúc quý vị cùng đối phương các thầy cô, các cựu giáo sinh sư phạm Quy Nhơn. Xin trân trọng kính mời đại diện các thầy cô giáo và cựu giáo sinh lên nhận cái tình cảm của thầy và trò trường đại học Quy Nhơn. Lê Thị Ngọc Trinh, và hiện nay thì hình như có Lê Thị Ngọc Trinh ở